Chào các bạn, trong cái video này Quốc Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn up một cái cuốn sách no content lên trên tài khoản KDP Amazon. Thì các bạn hãy chú ý từng bước bắt đầu từ đầu tiên của video cho đến cuối video để các bạn biết từng cái step by step trong cái việc là up sách lên. Rồi ok, thì các bạn mở cái tài khoản KDP Amazon của mình ra, và trong cái mục này mình sẽ chọn create. Chọn nút create để mình sẽ up sách lên. Thế trong cái nút create này thì nó có những cái loại sách như thế này: Kindle, ebook và paperback và hardcover. Thì mình làm sách in thì mình sẽ chọn paperback, còn Kindle, ebook là sách về digital bằng file. Rồi mình chọn create paperback nha. Sau khi mình chọn xong thì ở mục là book title mình sẽ dán cái tiêu đề của cuốn sách đấy vào. Ví dụ như cuốn sách đấy là composition notebook, và cái phần subtitle là bao gồm những cái tiêu đề gì mà mình dán vào. Đến cái phần author là bút danh. Cái phần bút danh này thì các bạn là cái mục, các bạn có thể là đặt một cái tên gì cũng được ha, gọi là bút danh mà. Rồi đến cái phần mô tả descriptive thì các bạn dán cái phần mô tả vào. Trong mục này là mình sẽ mô tả cái cuốn sách đấy, càng ngắn gọn và rõ ràng càng tốt ha. Đấy. Rồi thì trong cái mục đầu tiên, ví dụ như là cái phần Very Unique Notebook này là mình chuyển sang cái format headline ha. Ok. Rồi, mình chỉnh lại cái descriptive này một xíu. Sau đó ở mục là Book with Write thì mình chọn cái dòng đầu tiên ha. Rồi đến cái phần là cái audience á thì các bạn có thể là chọn no, và các bạn cho mình độ tuổi của cuốn sách này sử dụng, ví dụ như mình chọn là 12 tuổi đến 18 tuổi cộng ha. Và trong phần category thì các bạn chọn cho mình một cái danh mục phù hợp cho cái cuốn sách, loại sách của mình. Ví dụ như sách của mình cũng hướng đến là children book, education, và chọn composition đấy, và để mà writings. Ok, xong rồi. Thì đến cái phần keyword, thì trong phần keyword này và các bạn nhớ chọn cho mình là cái phần low content book này nữa ha. Nếu mà notebook này, journal này và planner book này thì mình tích vào cái ô đấy. Rồi keyword thì mình sẽ nhập 7 keyword vào, và mình kéo xuống và mình chọn là save and continue. Rồi ok, trong cái mục này thì mình sẽ chọn là select different size, chọn một cái kích thước khác, và mình sẽ nhập vào một kích thước đúng như kích thước mình đang làm, đó là 7.5 nhưng 925 in. Rồi trong mục này mình sẽ chọn plain PDF only, và cái menu ruột sách thì mình sẽ upload lên đấy. Đúng rồi, đấy cái này. Và đến tiếp theo, sau khi up xong thì đến cover book thì mình sẽ chọn là cái upload cover ready, cái file đã sẵn sàng về file PDF á. Rồi các bạn kích vào đó, chọn upload file, và các bạn chọn file bìa sách ha, đã thiết kế xong. Ok, sau khi xong rồi thì ở dưới là AI Generate này thì mình sẽ khai báo là về cái hình ảnh đó là mình sẽ làm bằng Midjourney này, và thì mình cứ khai là bằng Midjourney, còn Text và Translate này thì không nha. Trong mục này thì ok, xong rồi mình sẽ chọn là Launching Preview. Đợi trong khoảng thời gian nó sẽ preview lại cái cuốn sách mình xem có lỗi gì không. Nó view lên như thế này á, về quality check này nó không có cái nút warning, nó không có nút đỏ gì, là ok. Các bạn kích vào nút approve phía dưới bên phải. Rồi sau khi xong rồi thì mình sẽ kéo xuống dưới và chọn save and continue. Đấy, trong cái quá trình save and continue thì cái này nó lỗi một xíu. Cái này mình sẽ click vào cái list này ha. Đấy, ok. Rồi sau đó mình sẽ chọn là Save and Continue nha. Rồi sau khi Save and Continue xong rồi, mình sẽ nhập cái giá bán cái cuốn sách này. Vì mình nhập là 6.99 thì rồi sau đó là mình sẽ chọn Publish do paperback book này. Thì như vậy là quá trình ok, Save successful. Thì như vậy là cái quá trình mà up một cái cuốn sách lên trên tài khoản KDP Amazon đã xong. Thì bây giờ chúng ta đợi nó live và ở trên Amazon thôi. Muốn
có một cái kiến thức nền chuẩn chỉnh và được cập nhật thường xuyên với Quốc Anh thì các bạn có thể tham gia khóa học KDB Amazon chuyên sâu của Quốc Anh ở link bên dưới. Và cuối cùng các bạn đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh Quốc Media để nhận thêm những video mới về những kiến thức của Quốc Anh chia sẻ. Chào tạm biệt các bạn.